Mới đây, Trung tâm Trọng tài Quốc tế VIAC đã phối hợp cùng Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC thuộc nhóm Ngân hàng Thế giới tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Hòa giải Việt Nam và công bố quy tắc hòa giải. Các chuyên gia cho rằng Bộ Luật Tố tụng Dân sự 2015 và Nghị định 22 năm 2017, Nghị định Chính phủ về Hòa giải Thương mại được ban hành, đã thể chế hóa Nghị quyết số 49, Nghị quyết Trung ương của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách ngành tư pháp đến năm 2020, trong đó nhấn mạnh khuyến khích việc giải quyết một số tranh chấp thông qua thương lượng hòa giải trọng tài, tòa án hỗ trợ bằng quyết định công nhận việc giải quyết đó. Việc thành lập Trung tâm Hòa giải Thương mại Việt Nam sẽ góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh Việt Nam nhìn từ góc độ giải quyết tranh chấp thương mại. Tuy nhiên, hòa giải được đến đâu phụ thuộc rất nhiều vào năng lực và đạo đức của hòa giải viên, cũng như sự tín nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Đây là một đóng góp nó rất có ý nghĩa. Tuy rằng là nó một cái trung tâm nhỏ thôi, nhưng mà nó là một sự khởi đầu cùng cái xu hướng lớn. Bởi vì rằng là đây nó sẽ góp thêm một cái cách thức, một phương thức để giải quyết tranh chấp. Mà năng lực giải quyết tranh chấp, cơ chế giải quyết tranh chấp là phần cấu thành rất quan trọng của môi trường kinh doanh. Bởi vì đã kinh doanh mà nhiều giao dịch, tất nhiên là nó sẽ phát sinh ra tranh chấp. Vấn đề là anh giải quyết tranh chấp như thế nào? Còn nếu mà anh giải quyết tranh chấp nó khó khăn ấy, hàng chục năm nó không xong ấy, thì quả thực là môi trường kinh doanh nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nghiêm trọng. Thì với cái trung tâm này, thì một cái phương thức mới bổ sung vào những cái phương thức mà giải quyết tranh chấp ở Việt Nam ta. Với sự ra đời của Trung tâm Hòa giải, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam có thêm một cái sự lựa chọn để giải quyết các cái mâu thuẫn, bất đồng, xung đột phát sinh trong hoạt động kinh doanh của mình. Và đặc biệt đây là một trong những cái phương thức giải quyết tranh chấp có rất nhiều những cái ưu thế so với các cái phương thức giải quyết tranh chấp khác. Đặc biệt đó chính là cái quyền tự định đoạt của các bên tranh chấp trong việc lựa chọn các cái hòa giải viên có uy tín của trung tâm trọng tài cũng như các cái nội dung khác của tiến trình tố tụng. Bởi lẽ các cái hòa giải viên của trung tâm trọng tài tham gia vào cái vụ tranh chấp với vai trò là trung gian hòa giải, đưa ra các cái sáng kiến, đưa ra các giải pháp để cho các bên tranh chấp tham khảo, và cái quyền lựa chọn quyết định cuối cùng của vụ tranh chấp vẫn thuộc về các bên tranh chấp. Cũng tại lễ ra mắt Trung tâm Hòa giải Việt Nam, Bộ Quy tắc Hòa giải cũng đã được công bố. Bộ Quy tắc đã được chắp bút bởi Tổ biên tập Quy tắc VMC với sự tham gia của các chuyên gia hòa giải của IFC thuộc nhóm Ngân hàng Thế giới. Điều này giúp đảm bảo thủ tục hòa giải tại VMC sẽ đáp ứng đầy đủ các nguyên tắc của thủ tục hòa giải điển hình trên thế giới. Ngoài ra, Bộ Quy tắc cũng đã được góp ý chi tiết và kỹ lưỡng từ các chuyên gia về thủ tục tố tụng tại Việt Nam để đảm bảo thủ tục hòa giải của VMC tuân thủ các khuôn khổ của Nghị định 22, Nghị định Chính phủ về hòa giải thương mại và có thể vận hành tốt trong thực tiễn tại Việt Nam.